Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại Khôi Ngọng. Và hôm nay sẽ là một cái series mới ở trên kênh Khôi Ngọng. Nói chung là series thuộc loại mắc bêu luôn. Đó chính là mình sẽ mua những máy thuộc loại giá siêu rẻ, chỉ có tầm 300.000, dưới 500.000 đi, ở trên Shopee và làm video các bạn. Và đây sẽ gọi là series máy cỏ. Và số đầu tiên nó sẽ là một cái máy mức giá chỉ là 319.000 mình thôi. Mình vừa mua được. Thành, nghe anh à. Ui, đấy, vừa nhận được hàng. Và đây nhá, 319.000, máy nguyên bốc luôn, được ở đó các bạn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu làm video mở hộp nhá. Và đầu tiên như bạn thấy thì rõ ràng mức giá này nhá, đây là tính cả giá ship thì nó mới khoảng tầm là 346.000, còn bình thường nó chỉ là 319.000 thôi. Đấy các bạn thấy không. Và đây là một chiếc điện thoại của Viettel, 2 sim 2 sóng, hỗ trợ xem YouTube 4G, à nhập 3G thôi chứ không có 4G, 2 sim luôn. Bây giờ mình sẽ bóc hộp bạn xem. Vì thực sự tế là mình rất muốn làm một cái video, nói chung là nó nổi bật để cho kênh Khôi Ngọng sớm đạt 100.000 sắp. Và đây sẽ là cái video đó. Các bạn sẽ xem những cái điện thoại giá cực kỳ rẻ, thậm chí mình mua những cái máy cổ võ sĩ chỉ có tầm 300.000 về làm video các bạn thôi. Các bạn hãy ủng hộ mình nhá, bằng cách đó chính là like và subscribe kênh Khôi Ngọng. Và đây là cái chiếc máy của mình, Viettel nhá, có logo. Hãy nói cho các bạn cái logo cũ Viettel. Ở đây là V810 này, tất nhiên nó chạy hệ điều hành Android rồi. Và có thể nói là đây là một chiếc máy cực kỳ cổ. Khi các bạn nhìn vào hiện thấy, chúng ta sẽ có những thông số cấu hình ở đây như Android 4.2.2 này, màn hình LCD 3.5 inch, 2 sim 2 sóng, nói chung là rất nhiều những thông số khác. Và mình sẽ xem là cái bản nhận được của mình sẽ là phiên bản gì nhá. Với một mức giá khoảng tầm 300.000 thì mình cũng không kỳ vọng quá nhiều, nhưng dù sao thì chúng ta vẫn mong muốn cái gì đó đẹp đẹp một tí, đúng không? Ui, máy còn cả giấy bóng bọc này. Ngoài hình thì mình thấy rằng khá đẹp nhá, không xuất sắc gì cả. Bóc siêu gái, ui, như máy mới luôn các bạn ạ. Và trong nó vẫn còn một lớp siêu nữa, mình sẽ bóc tiếp cho bạn xem. Thôi, sao máy quá rồi. Thôi, nói chung là mình sẽ để tí nữa và bóc cho bạn xem. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem những phụ kiện của nó nhá. Tai nghe, cái này iPhone không thể có này. Đấy, sạc các những cái điều mà iPhone bây giờ bạn mua 30 triệu cũng không có. Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt luôn các bạn nhá. In màu miết đủ các kiểu con đà điểu này. Đúng là kiểu những mẫu smartphone đã ra mắt lâu đời rồi. Mình sẽ check xem nó đã ra mắt từ năm nào các bạn nhá. Dựa vào những thông tin ghi đấy thì mình chẳng biết nó ra mắt năm nào các bạn ạ. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ bỏ qua những điều đấy và mình sẽ lắp sim vào. Mình cơ bản mình thấy rằng đây đúng là kiểu những cái máy của nhà mạng thanh lý các bạn ạ. Kiểu là để lâu quá không ai mua ấy, nó hết cáp thì bây giờ sẽ bán ra ngoài. Thậm chí trong này vẫn có tem bảo hành của Viettel luôn các bạn nhá. Hai sim này, sau đó là các bạn sẽ có tên model V810 design by Viettel, tất nhiên là vẫn sẽ sản xuất ở Trung Quốc rồi. Đấy, công xưởng thế giới mà. Và tổng thể thì đây là một cái thiết máy thiết kế nó tương đối nhỏ gọn. Cái logo huyền thoại của chúng ta cũng như là cái dòng chữ Viettel hãy nói theo cách của bạn quá quen thuộc đúng không? Và ở đây mình thấy rằng cái thiết kế của nó khá giống những dòng máy như kiểu là Galaxy E ngày trước. Tuy nhiên thì kích thước màn hình có thể gọi là to hơn một chút. Và các bạn sẽ có cái cụm phím điều hướng đây mà phải nói là cực kỳ quen thuộc với những ai đã sử dụng Android lâu năm. Những cái đời như kiểu là Android 4, Android 5 nó vẫn sẽ có những hàng phím điều hướng như này. Mình sẽ đợi nó lên nguồn một chút nhá. Uầy các bạn ạ, riêng cái khoản khởi động nguồn thấy rằng nó hơi lâu một tí. Nhưng mà dù sao thì máy này nó già rồi mà. Và đây là cái giao diện khi mà chúng ta đã khởi động máy rồi. Cái giao diện Android 4.2 rất là cổ điển luôn. Và đây là một cái mẫu máy nó khá là cổ, thành ra khi bạn nhìn vào ấy sẽ thấy cái màn hình nó lọt thỏm bên dưới luôn. Bỏ qua luôn. Mình sẽ thử sử dụng wifi các thứ nhá để check thông tin. Rồi, sau khi bóc cái lớp giá này thì rõ ràng màn hình của nó thực ra vẫn hơi rít các bạn ạ. Đấy, nói chung là một cái mức giá nó chỉ có tầm 300.000 thì chúng ta cũng đòi hỏi hơn nhiều rồi. Và đây là cái giao diện của mình, các bạn thấy không? Chúng ta sẽ có những ứng dụng rất Viettel luôn, ví dụ Bank Plus này, Keng này, sau đó là tin nhắn các thứ vân vân. Những cái ứng dụng mà chắc hẳn là ngày xưa các bạn đã biết rồi. Keng thì một ứng dụng khá là huyền thoại thời điểm smartphone mới ra mắt. Còn đây là những cái ứng dụng có sẵn nhá, một cái giao diện phải nói là cực kỳ cổ điển ngày xưa luôn. Và hiện tại thì các bạn tất nhiên vẫn sẽ truy cập được CS Play nhá. Và để xem là nó có xem được YouTube hay những cái không. Ui, có hẳn Netflix luôn này các bạn ạ. Điều mà cái mẫu máy tính bảng lần trước của mình không làm được luôn, đó chính là nó không thể tìm thấy Netflix. Trong khi đó em này làm được nhá. Đấy, cái việc nó thoát ra này là nó chưa cài đặt cũng như là đang đợi update phần mềm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ check một số cái thông tin khác như kiểu mặt phần mềm đây nhá. Mình sẽ check cho bạn xem cụ thể này. Ở đây cái phiên bản Android như mình đã nói rồi, phiên bản Android cực kỳ cổ.
Và cái giao diện ở đây ấy, sẽ là 4.2.2, máy Viettel V8410 nhá. Máy này đặc biệt sẽ có 2 SIM. Ui, một cái giao diện huyền thoại các bạn. Nhưng mà dù sao thì cá nhân mình thấy là với mức giá 300.000 thì có thể coi đây là một cái sản phẩm các bạn mua về nghe gọi cho trẻ con dùng được. Khi mà chúng ta này, đấy, các bạn bấm vào chữ này, cái bản đồ của nó nhá, vẫn sẽ dùng được. Bởi vì bây giờ những cái mẫu máy sử dụng phiên bản Android 4 ấy thì tất nhiên nó vẫn dùng được nhá. Và bạn thấy không, những cái thao tác của mình phải nói là cực kỳ giật lag luôn. Mình sẽ thử check bằng phần mềm đó chính là IDA 64 để chúng ta xem là liệu các bạn sẽ có những thông số cấu hình như nào. Ủa các bạn thấy không, riêng cái việc nhập liệu của mình nó cũng cực kỳ là giật lag luôn, phải nói là mother lag. Còn bây giờ thì mình sẽ thử check đó chính là cái YouTube, các bạn thấy không, bấm cài đặt này. Đây là do nó chưa cập nhật cái CH Play cũng như cái dịch vụ Google, thành ra là những cái thao tác của nó cũng sẽ có những cái thông báo. Mình không chắc là hiện tại em này có thể xem được YouTube hay không, bởi vì những thao tác của mình nó bị giảm đi 69 lần, nó cực kỳ lag, lag như kiểu là cái em khung tranh của mình hôm trước ấy, 850.000 ấy. Cảm giác như kiểu là các bạn mua em này về ấy, sẽ không thể nào gọi là chúng ta có cảm giác nó hạnh phúc được, bởi vì những thao tác của bạn. Ui, các bạn thấy không, một điều mà chắc hẳn là bây giờ ít bạn gặp được đó chính là giải phóng bộ nhớ để có thể nâng cấp. Ui, phải nói là những cái điều mà thực sự rất lâu nay mình không gặp được rồi. Những cái mẫu máy ngày xưa bộ nhớ của nó quá thấp, mình sẽ xóa bớt đi những cái ứng dụng này. Đấy, sau đó mình sẽ thử tải YouTube về cho bạn xem. Đâu rồi nhỉ? Đấy, những ứng dụng Viettel rác cực kỳ là nhiều luôn. Thông tin ứng dụng này. Đấy. Ui, nó chỉ có nút tắt được các bạn ạ. Chứng tỏ là các bạn muốn cài YouTube cũng cực kỳ là khó luôn. Bộ trong là 512MB, còn hỗ trợ thể nhớ 32GB. Còn RAM thì mình không rõ là bao nhiêu. Đây là một chip dual core 1GHz. Màn hình của nó sẽ 3,5 inch. HVGA 480x320. Ui, phải nói là những cái thông số mà iPhone hiện tại nó cũng không thể làm được. Thậm chí chiếc iPhone XR của mình thì những cái thông số nó cũng không thể khủng được như thế này. RAM mình còn chẳng biết là bao nhiêu nữa. Và tất nhiên rồi, tải một ứng dụng có mấy chục mê như của IDA 64 thì nó cũng không thể hỗ trợ được. Nói chung là một cái ứng dụng mà các bạn chỉ để xem những cái cơ bản thôi, hoặc là đọc báo, nghe gọi, lướt web các thứ vân vân. Và cái máy này nhá, nó sẽ không hỗ trợ 4G, nó chỉ là 3G mà thôi. Còn ở đây thì mình sẽ gặp hiện tượng giống như những chiếc máy Galaxy E ngày xưa vậy, thiếu bộ nhớ. Còn bây giờ thì mình sẽ nói về phần camera nhá, để xem camera này của nó như nào. Camera đâu nhỉ? Nó vẫn sẽ có camera sau nhá, còn camera sau trước ấy thì mình không chắc có. Đây, máy ảnh này, đấy. Ui, nó không cho chụp ảnh luôn. Wow. Như các bạn thấy không, cái giao diện của nó ấy cực kỳ cổ điển luôn, dưới cái lớp mờ mờ này. Đấy, giao diện cực kỳ cổ điển và các bạn sẽ không thể chụp ảnh nếu mà không có thẻ nhớ. Nói chung là một cái máy theo mình nghĩ là các bạn hiện tại chắc dùng để lắp SIM vào nhận tin nhắn OTP hoặc là để xem bản đồ thôi. Chứ còn tải app thì chắc chắn 100% nó sẽ báo là thiếu bộ nhớ, các bạn phải lắp thêm một cái thẻ nhớ vào. Còn về phần màn hình cứ gọi là chìm sâu như kiểu là hồ Noclet vậy. Noclet, Noclet, mình không biết cách đọc chính xác nhưng mà mình vẫn thích đọc vậy ạ. Và về cơ bản thì với tầm giá 300.000 các bạn sẽ có một cái mẫu máy đầy đủ phụ kiện sạc cáp các thứ luôn. Tai nghe jack 3.5mm ở trên này luôn, đỉnh của chóp. Và một cái giao diện cực kỳ là cổ điển ở đây với các chế độ nhiều GPS, Bluetooth các thứ vân. Nói chung là hôm sau mình sẽ vọc vạch xem 300.000 này nó sẽ làm được cái gì nữa nhá. Đây, có điểm truy cập thì các bạn vẫn có thể phát wifi. Tuy nhiên em này chỉ có 3G các bạn nhá, thành ra là cái tốc độ của nó cũng rất là chậm. Pin của em này sẽ là 1500mAh. Tất nhiên là cái thời gian sử dụng pin của nó theo mình nghĩ là nó không quá trâu. 2 SIM 2 sóng, cái này được. Hỗ trợ thể nhớ 32GB, cái này được. Còn ở đây chúng ta sẽ... đây, mình đã tra cứu được rồi. RAM 256MB. Camera sau 2MP. Cái thông số quá là khủng. Tất nhiên em này nói chung là tìm ROM thì cũng vô dụng. Và các bạn có thích cái series máy cỏ này không thì hãy để lại ý kiến bên dưới nhá. Nói chung là mình sẽ chịu khó chi một ít tiền. Mỗi tháng chúng ta làm khoảng 4 cái series này, mỗi tuần một cái, để mua những cái máy khoảng tầm dưới 500.000 đổ lại cho các bạn. Để xem nói chung là vui vui tí đúng không? Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video sau. Nhớ bấm like cũng như là subscribe của mình để ủng hộ, nói chung là có thêm tiền mua những mẫu máy như này nhá. Và tất nhiên bạn nào mà muốn mua cũng như là trải nghiệm những mẫu máy này ấy, link mình sẽ để bên dưới phần mô tả, bạn dễ dàng tham khảo. Và các bạn lưu ý nhá, đây là mẫu máy Viettel. Đời của nó thì thực sự rất là sâu rồi, mức giá hiện tại là 319.000.